Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Thực hiện ước mơ theo cách của mình. Áp lực công việc khiến Mark bị trầm cảm nặng, không còn là chàng trai năng nổ nhiệt huyết như lúc mới ra trường. Mark cảm thấy cuối cùng những mong ước và dự định tốt đẹp của mình cũng trở thành công cốc. Mình đã rất kỳ vọng sẽ trở thành một nhà quản trị kinh doanh giỏi, nhưng mọi việc dường như thất bại. Tại sao người ta không chịu ghi nhận những nỗ lực của mình chứ? Có lẽ mình sẽ tạm dừng công việc lại một thời gian để tìm một hướng đi mới. Cậu biết, cái cành đẹp nhất của tôi, nó mong một ngày sẽ trở thành chiếc hộp gỗ lộng lẫy để đựng đồ trang sức. Nhưng cuối cùng, nó được một bác nông dân cưa về để làm máng ăn cho đàn gia súc. Còn cái cành cây lớn nhất của tôi, nó mong sẽ được làm thành một chiếc thuyền lớn vượt đại dương. Nhưng rồi nó lại được một người thợ mộc già đốn về làm thành chiếc thuyền câu. Lại nữa, cái cành cây khỏe nhất của tôi, nó mong sẽ được vươn cao nhất trong các nhánh cây để đón nắng đón gió. Nhưng rồi những người thợ mộc đã đốn nó xuống và vứt nó như một khúc gỗ mục trong góc vườn vì không dùng tới. Cậu thấy đó, mơ ước đều đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại trái ngược hẳn. Cậu nghĩ chúng sẽ rất thất vọng và chán nản phải không? Hiển nhiên là như thế rồi. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó cậu ạ. Một ngày vợ của bác nông dân kia trở dạ và sinh em bé trong nhà kho. Cái máng ăn gia súc đã được lót cỏ khô và trở thành chiếc nôi ấm áp cho em bé mới sinh. Lúc bấy giờ, nó mới cảm nhận được sự quan trọng của mình khi được che chở cho một sinh linh bé bỏng. Người thợ mộc già có chiếc thuyền câu bầu bạn suốt những năm tháng cuối đời. Nó thấy mình quan trọng vì đã giúp cho một người bớt cô đơn trong tuổi xế chiều. Khúc gỗ vứt trong góc vườn một ngày kia được xẻ ra để đóng thành một chiếc hàng rào vững chãi. Nó thấy mình quan trọng vì đã bảo vệ được những luống hoa tươi đẹp khỏi bọn thú rừng phá phách. Cậu thấy đó, cả ba cành cây của tôi đã thực hiện được ước mơ trở thành những thứ có ích cho cuộc đời. Cho dù cách thức để đạt được những ước mơ ấy không như chúng nghĩ lúc ban đầu. Trời ơi, mình vừa nói chuyện với ai thế này? Tôi đã hiểu những lời cây muốn nhắn nhủ rồi. Từ giờ tôi sẽ sống, sẽ làm việc và cống hiến hết mình để thực hiện ước mơ. Khi sự việc không theo ý muốn của mình, bạn cũng đừng tuyệt vọng, vì cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu và sẽ không phụ rẫy những ai có tâm.